Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chuyên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe địa hình, thương hiệu rất là nổi tiếng của Petroline, thương hiệu Mỹ. Và các bác, như các bác đã biết thì những cái dòng thương hiệu lớn thì không thể còn các bác xa lạ gì những thương hiệu Petroline nữa rồi, rất là tên tuổi. Petroline là một trong top 5 những mẫu xe được sử dụng và cao cấp nhất hiện nay. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ hoạt động chi tiết của xe. Vâng, xe có tông màu chủ đạo là trắng, điểm chỉ là đỏ và đen. Đây, em đi cho các bác cùng mình xem rõ của xe. Mẫu địa hình Petroline, thương hiệu Mỹ. Những bác các bác đi xe dòng địa hình thì không còn gì xa lạ với thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Petroline, địa hình tổng thể xe em đánh giá khoảng tầm 90%. Đây, thương hiệu của Petroline. Size này của nó là size S các bác nhá. Thiết kế các bác cao từ 1m6, 1m7. Dòng địa hình ghi đông và cổ phốt của cũng chính hãng của Petroline. Xe được trang bị với phủ đề Shimano. Đây, tay lắm cao su. Đằng trước biểu tượng chữ FC, thương hiệu Petroline. Sốc dầu XTC, phần tua. Vành chính hãng theo xe. Kích thước lốp 26 x 0.75. Và điều đặc biệt của xe là đây, lốp cũng là của Petroline, không nhìn rõ đây. Và điều đặc biệt của xe là được người chủ cũ thay một nguyên bộ cặp vành, cặp đũa hay gọi là căm e-lock. Đấy, nó nhìn thấy rất sáng, các bác có thể đi mưa gió thoải mái. Còn bên dưới gầm là chính hãng của mẫu của model xe, các bác nhìn thấy mã cốt của xe Petroline chính hãng. Xe làm từ hợp kim nhôm A1 aluminum. Cái dòng mẫu nhôm cao cấp của Petroline là mẫu nhôm đứng đầu là nhôm A1 các bác nhé. Nhôm siêu nhẹ và cứng, chuyên dành cho những cái mô hình xe địa hình đổ đèo. A1 của Petroline, nhôm A1. Bộ đúp Acera. Xe được trang bị với 8 tầng lip, 3 đĩa cho bộ chuyển động của xe 24 tốc độ. Cốt yên và yên xe của chính hãng Petroline. Đây, yên nó hơi có một vài vết lứt nhỏ đây, em vẫn để nguyên yên xe theo nguyên bản nó xe. Đây, Petroline này nó không có nhìn đây, nguyên bản nó xe, nhưng mà yên có một vết lứt nhỏ đây, không ảnh hưởng đến xe cả, vẫn còn ngồi được. Thương hiệu Mỹ, địa hình Petroline. Và đằng sau cũng nguyên cặp vành của chính hãng cho xe lắm nhá.
lốp của chính hãng Vestoline. Đây lốp của nó đây, những cái gai lốp DT là giúp cho bề mặt bám ma sát nhờn tốt hơn. Đũa cũng inox trong xe, đũa được người chủ cũ nâng cấp lên. Căm hay là đũa inox rất sáng. Và bây giờ đi trên nhà hoạt động chi tiết của xe. Bây giờ là hoạt động chi tiết của xe. Lên lip. Chuyển động rất nhẹ nhàng và mượt. Lip vẫn còn rất là mới các bác nhé. Xuống lip này. Hầu như hoạt động không một lỗi chi tiết nhỏ nào cả. Bên đĩa đây. Xuống đĩa này. Lên đĩa. Lên đĩa. Rất là mượt mà. Đây là một trong mẫu địa hình của Mỹ. Thương hiệu Vestoline rất là tên tuổi các bác nhé. Hard Rock Sport. Hard Rock Sport. Chuyên những dòng địa hình đổ đèo. Cái dòng tay ngang này là dài hơn xa những cái mẫu địa hình thông thường khác. Cái ghi đông của tay cầm của xe đây. Đấy, các bác nhìn thấy rõ. Xe đánh giá tổng thể khoảng tầm 90%. Vâng, vừa em đánh giá chi tiết tổng thể chiếc xe thương hiệu Mỹ, địa hình đồi núi, Vestoline, chính hãng, thương hiệu của Mỹ rất là nổi tiếng các bác nhé. Vâng, xe bên em có giá là 6.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Đây là một mẫu xe thương hiệu của Mỹ rất là nổi tiếng, Vestoline. Các bác có thể lên trên mạng để biết tham khảo thêm về chi tiết chiếc xe. Và hẹn các bác vào trưa ngày mai.